Rồi, chào tất cả mọi người uh, lại đến với video em nha Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem là một bộ uh, chú ngựa gỗ căm hồng này Thì hiện tại cái bộ này thì nó đang là còn mập nha Mập nguyên xe luôn Đó Thì cái bộ này nếu mà nói về cái độ đẹp của nó thì nó quá là đẳng cấp luôn các bác ạ Chuông sụn rất là đẹp luôn Thì hiện tại cái bộ này thì nó có kích thước rộng là 1m70 nha này, Em quay đầu cho các bác xem này Rộng là 1m70 Dày 20 dài là 3 mét 42 phân nha Cái này làm đang quay mọc thực tế nè thì nói chung thì uh, các bác mình đến với video của em đó, thì đa số thì uh, em sẽ quay cái phần mọc hết cho các bác xem luôn nha chứ không bao giờ là đợi hoàn thiện rồi mới quay cho các bác đâu thì uh, nhiều bác thì bữa nay mua hàng thì đa số là các bác mua qua hình ảnh ấy, thì đa số là sẽ dính vào những cái hàng hằng hư hằng lỗi đó nói chung là bữa nay mà qua hình ảnh nha nếu mà về mà chỉnh sửa này chỉnh sửa xóa phong lỗi hay là nói chung xóa phong lỗi hay là gì xóa được hết nha tại vì là trên cái hình ảnh á, là nó sẽ xóa được còn như trên video này trên video này thì quay mọc thì không thể nào mà xóa được đây này cái này là quay chi tiết cho bác luôn này đầu uh, rất là em luôn hiện tại cái bộ này là hàng bìa nha không tim không gì hết đó về cái bộ này thì hiện tại là nói chung giá thì em đang bán là 85 triệu là bao ship cho bác nha về cái dòng của cam hồng Nếu mà bây giờ mà tìm ra được những cái tấm 7 mà đẹp như thế này thì nó rất là khó luôn đó bây giờ mà hàng cây mới nha. hàng cây mới thì không có cây thì sẽ ra được cái hàng 1 mét 7 nha các bác 1,7 trở lên đâu nó rất là ít luôn không phải là không có nhưng mà nó rất là ít luôn còn cái hàng 2 mét thì hầu như là không Bây giờ là không có cây để xẻ luôn các bác ạ à. Về cái dòng của cắm hồng này Đó thì bữa giờ thì em toàn là xẻ những cái, cái cây nhỏ thôi Đừng cứng toàn m 2, m 3 đổ về Đó thì nay thì em cũng ra được một số sản phẩm thì nó rộng được 1 mét 7 như cái tấm này thì rộng được 1 mét 7 Ngoài ra thì em còn một cái tấm mét 8 rất là đẹp luôn nhưng mà em sẽ quay từng video, từng sản phẩm cho các bác xem Bạn nào nếu mà thị chí thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác xem hàng thực tế luôn và ra thì các bác có thể là tới tận nơi xem hàng nha đó bộ này thì giá chỉ có 85 triệu thôi nhưng mà rất là đẹp luôn đó bây giờ các bác mà tìm ra được những cái bộ đẹp như thế này hàng không phải lúc nào sẽ nó cũng ra được đẹp như thế này đâu nha các bác đó